Quận ủy Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức hội nghị quận ủy mở rộng lần thứ tư tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nghị quyết năm 2021. Năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 và mưa bão diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội của quận và đời sống của nhân dân, song các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể đã tập trung triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2021, Ngũ Hành Sơn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa triển khai các giải pháp khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nhất là chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao năm 2021. Cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng để có kế hoạch chỉ đạo hợp lý, tiếp tục kiện toàn cán bộ chủ chốt tại các phòng ban đơn vị thuộc quận gắn với điều động, luân chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết số 119 của Quốc hội. Lãnh đạo chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.